Thưa quý vị, tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hai người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt do vi phạm về ăn buffet. Hai người này nghĩ rằng tiền vé ăn buffet quá đắt, ăn bao nhiêu cũng không đủ số tiền bỏ ra, nên đã lấy túi bóng mang thức ăn đem về nhà. Hai người phụ nữ dắt theo 4 con nhỏ đến một nhà hàng buffet để dùng bữa. Trong quá trình ăn uống, vì thấy vé ăn buffet đắt đỏ mà ăn mãi cũng không thể đủ chỗ tiền đã bỏ ra, hai người phụ nữ đã lấy rất nhiều đồ ăn về bàn của mình, sau đó thì lén đổ thịt ếch, dạ dày trâu bò, thịt vịt, lòng vào túi bóng, dự định đóng gói mang về nhà. Thấy vậy, một thực khách khác liền báo cáo lên cửa hàng và quản lý nhà hàng lập tức nhắc nhở. Tuy nhiên, hai người phụ nữ không chịu trả lại đồ, còn có thái độ thách thức. Vì không muốn tạo ra tiền lệ xấu nên quản lý nhà hàng đã lập tức gọi cảnh sát xin giúp đỡ phân xử. Theo anh Lê, một nhân viên nhà hàng, tổng giá trị đồ ăn mà hai người phụ nữ định lén đem về nhà trị giá khoảng 400 nhân dân tệ, khoảng 1,4 triệu đồng. Nhân viên nhà hàng đã gọi cảnh sát tới chủ yếu là để thu hồi lại đồ ăn, giảm bớt thiệt hại và không tạo ra tiền lệ xấu. Không ngờ hai người phụ nữ lại bị cảnh sát tạm giữ.